con côn trùng mà nó bay xong nó mũi nó dài ra như con muỗi đó. Còn đây là có chị xịt là nó đỡ nhiều, còn không xịt là nó chích hút sạch luôn. Con đấy nó cứ chích hút xong là mình mà xịt đấy là nó bay, con nào vào trực tiếp nó chết. Có hiệu quả mà nó rất tốt, khoảng chừng 3-4 tháng rồi cô lại xịt lại một lần. Nhện đỏ chích hút đấy thì đều được hết. Sản phẩm này là nó rất tốt mà nó lại giảm chi phí và giảm công nữa. Cái BestQ này là xịt một lần là sạch hết các con côn trùng, không còn con nào nữa. BestQ của kinh Bắc này nó rất tiết kiệm, đỡ tốn tiền mà đỡ tốn công. Chú năm nay 70 tuổi rồi đó, mà chú xịt thuốc sâu cái là chừng cỡ một bình là nó dị ứng là nó chảy nước mũi, nhưng mà chú xịt thằng này không. Riêng cái rệp tháp là chú nói với con là cái thằng này là tuyệt vời. Mùa vừa rồi là chú hái là nó khô á, nó khô nó điêu trong này nè, mà mình ngửa lên mà mình vuốt vậy mình hái trái á là nó rớt, nó khô á, rớt đầy mặt. Có nghĩa là một tuần là cô bơm định kỳ là cô phải bổ sung cái thuốc này vào luôn. Em cứ tưởng tượng hàng trăm hectare này đều dùng việc phun hết này, tất cả cây đều phun này. Thế thì em nghĩ là sử dụng của em nhiều không? Đó. Tôi đã dùng 2 năm nay rồi, rất tuyệt vời. Chúc bà con mạnh khỏe. Để đặt hàng chính hãng, các bác vui lòng để lại số điện thoại hoặc liên hệ hotline trên màn hình. Ưu đãi cực khủng khi mua từ 1 thùng, miễn phí ship toàn quốc từ 2 chai.